Trong nghề làm nails tại Mỹ, mỗi tiểu bang có những luật lệ riêng áp dụng trong cái phạm vi của tiểu bang đó. Cũng tại mỗi tiểu bang, state board, tạm dịch là hội đồng thẩm mỹ, là cơ quan có trách nhiệm thi hành các luật lệ liên quan đến nghề nails do tiểu bang quy định, mà ưu tiên hàng đầu là nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn vệ sinh của khách hàng cũng như của những người thợ nails. Để bảo đảm sự tuân hành luật lệ của tiểu bang, stable nào cũng có chương trình kiểm tra các tiệm nails và định kỳ kiểm tra sẽ tùy theo quy định và tình trạng nhân lực của stable tại mỗi tiểu bang. Ngoài những lần kiểm tra định kỳ, thanh tra viên của stable cũng đến kiểm tra tiệm nails đột xuất khi nhận được khiếu nại từ những khách hàng của tiệm mà chủ yếu là về vấn đề vệ sinh, hoặc khi có người tố giác tiệm nails vi phạm những cái luật lệ hành nghề quy định bởi tiểu bang. Tất cả các stable tại các tiểu bang đều rất là gắt gao trong việc ngăn chặn các chủ tiệm cho người làm trong tiệm khi chưa có bằng hoặc chưa hội đủ các điều kiện hợp lệ, cũng như là vấn đề vệ sinh khử trùng trong tiệm nails. Khi thanh tra viên stable đến kiểm tra tiệm nails, chủ tiệm và thợ nails có thể sẽ bị phạt nếu không giữ đúng tiêu chuẩn vệ sinh hoặc là vi phạm luật lệ hành nghề của tiểu bang. Có thể nói, đối mặt với các cuộc thanh tra của stable thường được coi là nỗi ám ảnh với các chủ tiệm nails cũng như là thợ nails. Vì thực tế cho thấy, khi bị kiểm tra thì ít nhiều gì cũng bị cảnh cáo hoặc là bị biên phạt. Vì vậy, tốt nhất là mình nên tuân thủ tất cả những cái luật lệ mà tiểu bang đưa ra. Và sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trực tiếp từ livestream trên YouTube của một cái thanh tra viên stable đến kiểm tra tiệm nails của mình đang làm việc vào một ngày thứ sáu rất là đẹp trời và đang rất ư là đông khách luôn. Mọi người ai cũng đang rất là bận rộn với khách hàng của họ, thì có cái sự xuất hiện của một nhân vật không hề được mong đợi và không hề được chào đón ở tiệm nails. Đó là sự xuất hiện của thanh tra viên Stayboy nha các bạn. Đây, anh ta mở cửa vào là các bạn. Đấy. Và các bạn quan sát anh ta sẽ làm gì nha. Anh ta rất là thủng thỉnh đi vào, đấy, đi vào quan sát và đi thẳng ra đằng sau luôn. Phía trước là những cái bàn làm nails, còn phía sau là những cái dãy ghế làm chân nha các bạn. Rồi khi nào anh ta sẽ trở lên và anh ta sẽ làm gì? Đây, chắp tay sơ đít, thủng thỉnh. Đây các bạn thấy nè, anh ta dở hộc tủ của cái bàn đang không có thợ làm, rồi móc cái phone ra. Chắc là anh ta đã tìm được cái gì rồi đó các bạn. Lấy phone ra chụp hình để làm bằng chứng. Tại vì có thể là khi anh ta quay lưng đi thì thợ sẽ chạy tới cất đi những cái đồ mà mình đang bày biện đó. Cho nên anh rất là thông minh là chụp lại để làm tang chứng, vật chứng nha. Khi mà thanh tra viên đến thì họ có quyền kiểm tra tất cả những cái hộc tủ tại nơi làm việc của thợ. Họ chỉ không được lục lọi những cái vật dụng cá nhân giống như là bóp hay là giỏ của mình thôi, cũng như là không thể đụng vào người của mình. Ngoài ra thì những cái gì nằm ở trong cái phạm vi làm việc thì họ có quyền kiểm tra nha mọi người. Và anh ta kiểm tra rất là kỹ luôn. Này. Đi đến từng bàn và các bạn có thể thấy là những cái station, những cái bàn nào đang có thợ và khách ngồi ở trên đó thì anh ta không có đụng tới. Chỉ có những cái bàn trống như thế này thì là của những cái người thợ, có thể là ngày nghỉ của họ nè, có thể là đang đi làm chân ở phía sau đó, thì anh ta có thể kiểm tra. Và mọi người thấy là anh ta luôn luôn lúc nào cũng cầm cái phone hết ha. Cầm cái phone để chụp hình lại đó. Dỡ từng cái hộc tủ ra luôn. Rồi kiếm nha các bạn.
Đó, rồi để cái máy vô chụp hình, có nghĩa là đã tìm thấy được một cái gì rồi đó. À, cho nên để tránh bị phạt tiền thì sau mỗi một cái khách hàng, chúng ta nên dọn dẹp sạch sẽ cái bàn làm việc của mình. Mình đem cất đi những cái dụng cụ được tái sử dụng, chẳng hạn như là kềm cắt da, kềm cắt móng, cái cây sưởi bằng thép hoặc là sắt, thì mình sẽ đem cất đi, sau đó mình sẽ khử trùng rồi mình mới đem cất vào trong cái máy khử trùng. Còn những cái dụng cụ không được tái sử dụng, đặc biệt là cây dũa và cái buffer, là mình phải bỏ đi. Nếu nha mà mình bị cái thanh tra viên này bắt gặp cho mỗi một cái dụng cụ dơ như là cây dũa và cái buffer, thì cái mức phạt ở tiểu bang West Virginia là 100 Mỹ kim cho mỗi một cái dụng cụ. Như vậy, nếu như bạn có hai cái buffer dơ và một cây dũa dơ ở trong cái học tủ hay là ở trên cái bàn làm việc của mình, thì cái mức phạt sẽ là 300 và tối đa là 1.000 Mỹ kim cho một ngày nha các bạn. Rất là mắc tiền, cho nên mình cần phải tuân thủ những cái quy định, những cái luật lệ về cái vệ sinh. Thứ nhất là cho an toàn sức khỏe của khách hàng, và thứ nhì là cho cả bản thân của mình. Giờ anh ta lại quay trở lại cái bàn này nữa các bạn. Khi nãy anh ta đã chụp hình ở ngay chỗ cái học tủ này nè. Rồi bây giờ thì cầm luôn cả cái bằng. Như vậy là vừa có hình ảnh, tang chứng, vật chứng, là vừa có cái bằng nữa. Có nghĩa là không có chạy đi đâu được. Thì sau, có thể là sau khi đã ghi hết những cái dữ liệu này, thì anh ta sẽ tìm gặp chủ nhân của cái bàn này để mà có thể cảnh cáo hay là biên phạt gì đó. Những cái khuôn màu xanh ở trên mỗi bàn làm việc đó chính là cái bằng nails của tiểu bang West Virginia vào năm 2019. Và mỗi một thợ nails phải để cái bằng của mình ở trên bàn ngay chỗ làm việc của mình. Ở tiểu bang West Virginia, mỗi một năm mình phải gia hạn bằng một lần, và mỗi một năm vậy sẽ có một cái màu khác nhau. Như vậy thì khi mà thanh tra viên đến kiểm tra vào cái năm đó và thấy tất cả mỗi một bàn làm việc đều có cùng một màu giống nhau, có nghĩa là họ có bằng hợp lệ và chưa có hết hạn. Còn nếu như mà không có cái bằng nào nằm ở trên bàn cũng như là có màu khác, có nghĩa là có nghi vấn là phải đến kiểm tra ngay. Cũng rất là hay ha các bạn. À, có thể nói cái tiểu bang West Virginia rất là khó khăn trong việc kiểm tra các tiệm nail, đặc biệt là về giấy phép hành nghề, bởi vì đây là một cái tiểu bang rất là nhỏ và cái bằng thi cũng rất là khó, cũng như là việc đổi bằng cũng cực kỳ khó luôn. À, cho nên Stable họ biết được điểm yếu của những cái tiệm nails người Việt của mình, cho nên họ rất là hoành hành trong cái việc kiểm tra bằng nha các bạn. À, cho nên là hầu như không có một cái chủ tiệm nails nào ở tiểu bang West Virginia mà dám mướn thợ không có bằng. Bởi vì cái mức tiền phạt cho một cái người thợ không có bằng rất là cao luôn các bạn. Lần đầu tiên sẽ là 500 Mỹ kim cho thợ và 500 Mỹ kim cho chủ. Lần thứ hai sẽ là 1.000 Mỹ kim cho thợ và 1.000 Mỹ kim cho chủ. Và sau lần thứ ba thì cả thợ và chủ đều phải đối mặt với hội đồng thẩm mỹ để họ chất vấn và để họ xem xét xem là họ có thể để cho người chủ tiếp tục vận hành tiệm hay không, hoặc là họ sẽ cấm hoặc là cho cái người chưa có bằng đó sẽ được thi bằng ở cái tiểu bang này hay không. Rất là gắt và rất là khó luôn nha các bạn. Còn nếu lỡ như bằng mình hết hạn mà mình chưa kịp gia hạn đó, thì cho lần phạt đầu tiên sẽ là 100 Mỹ kim, lần phạt thứ hai sẽ là 500 Mỹ kim và lần thứ ba sẽ là phải ra tòa để đối diện với bên hội đồng thẩm mỹ. À, đặc biệt đối với tiểu bang West Virginia, bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2018, thì tất cả những cái thợ nails làm ở tiệm nails nếu không được chủ trả bằng
W2 mà khai thuế bằng 1099 thì phải có cái booth rental, có nghĩa là có cái giấy phép thuê cái bàn làm việc tại cái tiệm. Nếu không thì cũng sẽ bị phạt nha các bạn. Và hầu hết là các cái chủ tiệm nails cũng như là thợ nails của cái tiểu bang West Virginia chưa được phổ biến cũng như chưa được biết đến cái hình thức này. Cho nên nếu như mà các bạn chưa có cái booth rental thì đăng ký để mà có cái booth rental, nếu không sẽ bị phạt nha các bạn. Lần phạt đầu tiên sẽ là 10 Mỹ Kim, lần phạt thứ hai sẽ là 50 Mỹ Kim và lần thứ ba sẽ phải đối mặt với lại hội đồng thẩm mỹ để giải thích lý do nha. Bây giờ thì anh ấy đang lục cái hộp tủ sát bên bàn của mình nè các bạn. Đó, lấy phone chụp một cái, hai cái. Các bạn thấy anh xem rất là kỹ luôn ha, kéo từng cái hộp tủ luôn á. Thanh tra viên có quyền xử phạt những cái dụng cụ dơ bẩn, không đạt tiêu chuẩn, không giữ vệ sinh, không khử trùng dụng cụ đúng cách, cũng như là những cái bình đựng của mình, giống như là bình đựng acetone nè, alcohol nè, liquid nè. Nếu như mà những cái bình đó mà không có dán nhãn thì cũng sẽ bị phạt. Để mình thò tay mình lấy cái bằng của mình qua lại bàn mình, tại nãy mình để hơi bị lấn qua bàn bên kia. Nhưng mà không sao các bạn, anh này anh đến đây thường lắm, cứ mỗi một tháng là anh đến một lần đó. 3 tháng liên tục là tháng nào anh cũng đến hết. Và anh biết rất là rõ thợ nào ngồi ở bàn nào luôn. Cho nên ảnh không có cần phải kiểm tra cái ID hay là cái bằng gì nữa. Các bạn thấy là anh cứ đi qua đi lại những cái bàn mà anh đã chụp được hình để lấy thông tin dữ liệu, tìm thêm chứng cứ, chụp thêm hình cho chắc ăn hay sao á. Nhưng mà hình như cái bàn đó là của cái cô người Mỹ và ngày hôm nay là ngày nghỉ của cổ. Cho nên dù anh có chụp hình đi nữa thì không có mặt cổ tại đó thì cũng không có thể phạt được, mà chỉ có thể là gửi thư cảnh cáo thôi. Mà nếu mà lần sau mà còn vi phạm về cái vấn đề mà đã cảnh cáo ở trong thư á, thì sẽ bị phạt. Nãy giờ là anh đi qua đi lại cái bàn mà anh đang đứng nè, với lại cái bàn phía trước mặt mình á, và anh chụp hình từ ở phía dưới. Ở chỗ đó chỉ có thể là thùng rác thôi. Và theo quy định của tiểu bang West Virginia là những cái thùng đựng rác phải để ở chỗ kín và phải có nắp đậy. Này không biết là anh ta tìm được cái gì ở trong cái sọt rác mà anh ta chụp dữ vậy đó, không biết nữa. Và anh ta đang đứng nói chuyện với chủ tiệm chắc. Rồi đi ra đó ngồi đợi. Đợi chủ tiệm xong rồi làm việc. Không. Phải lạng dòng nữa. Đó. Lạng dòng nữa. Các bạn thấy là anh này anh chịu lạng ghê ha. Lạng tới, lạng lui, lạng xuôi, lạng ngược á. Hôm nay chắc là dậy sớm đi kiểm tra cho nên là không có thời gian tập thể dục. Vô đây lạng vài dòng cho nó săn chắc thịt đây. Thực sự anh lạng thì xem rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thực ra là mình bằng giấy phép tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết, nhưng mà mình cũng mỗi lần ảnh lạng qua gái là như tay chân mình cũng run rẩy á các bạn. May quá anh ấy mệt rồi, đi lại ngồi nghỉ tí xíu đi để cho tim tôi nó đập lại bình thường tí xíu coi. Mọi người biết không, cái bàn của mình á là giao điểm giữa những cái dãy bàn làm nails và những cái dãy ghế làm chân, và ở giữa thì có cái dãy phân cách, và cái dãy phân cách á thì nó vừa tầm để cho người ta ngồi lên giống như ghế vậy đó. Mà cái anh này thì lại ảnh thích ngồi ngay chỗ sau lưng mình đó các bạn. Cứ mỗi lần ảnh đến là hoặc là ảnh ngồi ở sau lưng mình hoặc là bên tay trái của mình nè các bạn, là cái bồn rửa tay cho khách. Và anh thì cứ thích đứng ngay chỗ đó.
Ha, cứ mỗi lần lại mà anh không có biết là quan sát mình hay là làm cái gì đó, thường thì mình lại ngồi ở trên bàn nails nhiều hơn á. Thì mỗi lần anh tới là anh cứ đứng ngay chỗ cái sinh đó, là mình cứ ngồi ôm khách, mình ôm miết hoài vậy đó, cho khỏi khỏi kiếm chuyện với mình chứ không có gì hết trơn á. Đó đó, hết mệt rồi lại đi tiếp, lại ghi ghi chép chép nữa nè. Mà các bạn có để ý không, khi mà anh ta tới thì tất cả những cái hoạt động ở trong tiệm vẫn diễn ra bình thường, ai vẫn làm việc mấy, không có chạy tới chạy lui gì hết đó các bạn. À, bởi vì biết sao không, thì mình cố gắng tuân thủ theo những cái quy định của tiểu bang đặt ra, thì đó là cũng là một cái phần an tâm cho mình rồi. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình làm xong mỗi khách hàng, mình vệ sinh sạch sẽ thì mình cũng không có phải lo lắng nhiều. Còn lại á, phần còn lại là hên xui thôi. Hên xui là có nghĩa là khi mà anh muốn bắt cái chỗ nào thì anh bắt thôi, tại vì đó là cái quyền của anh. Cho nên là cầu mong là hên nhiều hơn xui. Các bạn thấy mình nói đâu có sai đâu không? Thấy anh ta đang ngồi sau lưng mình không? Nó cái cùi chỏ của anh nó đang nhúc nhích đó. Đó là lúc nào cũng ngồi ngay chỗ đó hết á. Có một điều đặc biệt cần lưu ý mà mình muốn gửi đến các anh chị chủ tiệm ở tiểu bang West Virginia. Nếu như tiệm của anh chị mà có thuê tiếp tân hay là có gia đình đến phụ giúp công việc ở trong tiệm mà không có bằng, thì khi thanh tra viên đến kiểm tra hoàn toàn không để cho những người không có bằng đụng vào tay và chân của khách, dù là chùi nước sơn, dù là sơn cho em bé nhỏ, hoặc là dù quấn giùm tay của khách cũng không được. Bởi vì nếu như thanh tra viên làm khó thì họ sẽ bắt phạt mình, giống như là tiệm của anh chị thuê thợ không có bằng, và mức phạt sẽ là 500 Mỹ Kim cho lần đầu tiên. Sau đây thì mình mời các bạn quan sát thêm những cái diễn biến của tiệm khi thanh tra viên đến kiểm tra. Đây chỉ là những cái hình ảnh mình quay phía trước thôi, còn ở phía đằng sau khi mà các bạn không có thấy anh ấy vòng vòng ở trên đây á, có nghĩa là anh ta đã ra phía sau để kiểm tra cái ghế pedicure nè, cũng như phòng wax, phòng facial hay là tất cả những cái khác nằm ở phía đằng sau nha. Hi, Bibi. Yes. Been to work already? Didn't you get your nails done? To work? To work? Here. It's been 2 weeks already? I It's thought I been, saw you last week. yeah, it felt like it was last week. Yeah. It's been going on 2 weeks. Yeah. Yeah.
Mm.